toàn bộ nhân viên điện lực Hương Sơn thức trắng đêm để chống cháy rừng. Vụ cháy rừng đe dọa đến đường dây 110 kV từ thủy điện Hương Sơn linh cảm, đường dây 35 kV cấp điện cho trung tâm huyện Hương Sơn và các xã Sơn Diệp, thị trấn Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Sơn Trung. Lưới điện hạ thế ở của khu vực khu dân cư nằm sát rừng cũng nằm trong diện phải cắt điện tạm thời để đảm bảo an toàn. Một số người dân sống dưới chân núi nằm cũng đã được các lực lượng chức năng sơ tán. Ngay thời điểm phát hiện cháy rừng, Điện lực Hương Sơn thuộc công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động 20 CBCNV kịp thời có mặt phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, báo cáo công ty Điện lực Hà Tĩnh để thực hiện cấp điện mạch vòng từ các huyện Đức Thọ, Vũ Quang về cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt là ở trung tâm huyện Hương Sơn. Đến chiều ngày 8 tháng 7 năm 2019, đám cháy cơ bản đã được khống chế và Điện lực Hương Sơn cũng đã đóng điện trở lại cho tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ đêm ngày 8 tháng 7, đám cháy rừng ở khu vực núi nằm thuộc hai xã Sơn Châu và Sơn Thủy, huyện Hương Sơn lại bị cháy trở lại và bùng phát dữ dội. Điện lực Hương Sơn lại tiếp tục huy động toàn bộ CBCNV của điện lực phối hợp với lực lượng chức năng phun nước khu vực xung quanh các cột điện gần bìa rừng để bảo vệ lưới điện. Ông Nguyễn Chí Dũng, giám đốc Điện lực Hương Sơn cho biết, khi ngọn lửa còn cách đường dây điện hạ thế khoảng 10 mét, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hỏa tới phun nước khu vực xung quanh các cột điện. Cùng với sự hỗ trợ của rất đông người dân trong khu vực, lưới điện đã được đảm bảo an toàn. Cũng theo ông Dũng, dưới hành lang đường dây 110 kV từ thủy điện Hương Sơn linh cảm, đường dây 35 kV cấp điện cho trung tâm huyện Hương Sơn và các xã như Sơn Diệp, thị trấn Phố Châu, Sơn Phú. Cây cối gần như đã bị cháy hết. Đáng lo ngại nhất hiện nay là đường dây điện hạ thế. Đây là khu vực sát nhà dân nên nguy cơ bị ảnh hưởng rất cao nếu cháy rừng trở lại. Sau những nỗ lực liên tục của lực lượng chức năng chữa cháy suốt đêm, đến sáng ngày 9 tháng 7 đám cháy đã cơ bản được khống chế. Điều đáng ghi nhận là kể từ lúc đám cháy rừng bùng phát trở lại từ đêm ngày 8 tháng 7 nhưng toàn bộ các khách hàng và phụ tải bị ảnh hưởng bởi cháy rừng đến nay vẫn được duy trì tốt việc đảm bảo cung cấp điện. Ê anh! Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.